khi các bạn tự nhiên có thêm một cái thứ gọi là sát thương chuẩn. Và cái thứ hai nữa là các bạn đã được chỉnh sửa nhiều lần rồi, không phải ít lần. Và cái thứ ba nữa là các bạn có thêm Dolia, thì các bạn hoàn toàn có thể test Volcat và biết đâu các bạn sẽ có một vị tướng tủ nữa dành cho mình. Nào, chúng ta cùng nhau đến với mục quan trọng tiếp theo, đó cân bằng tướng. Chúng ta cùng nhau đến với thay đổi Volcat. Và thay đổi Volcat là một thay đổi gần như là toàn diện các bạn nhá. Các bạn biết là Volcat đã được tăng sức mạnh từ phiên bản trước, với tốc độ chạy rồi các thứ đã là tăng lên rồi. Thì bây giờ Volcat có hai sự tăng sức mạnh. Trước đây đó là tốc độ chạy khi mà lên ngựa các thứ này. Cái thứ hai nữa đấy là cái việc là bổ sung thêm cái con trợ thủ ấy các bạn, cái con mặt giặc trợ thủ ấy, con nàng tiên cá đấy, thì nó đã giúp cho Volcat nó có thể được test hơn rồi. Hai ngựa Dolia nó giúp cho Volcat quả hai ngựa là cũng căng rồi. Thì bây giờ Volcat nó đang thay đổi rất mạnh này các bạn này, chú ý này, Volcat này, thời gian hồi chiêu 1 bị chuyển cố định thành 8 giây, tức là hồi chiêu 1 nó sẽ bị lâu hơn, cao đao của chiêu 1 nó sẽ bị lâu hơn. Nhưng nhìn này, đầu tiên đó là hai cái giảm, đầu tiên đó là giảm là hồi chiêu tăng lên này, và hai nữa đấy là xóa hiệu ứng làm chậm, đấy là hai cái giảm này. Nhưng nó sẽ có những cái tăng sau. Thứ nhất đấy là hiệu ứng choáng 0.75 giây, không cần phải có dấu ấn ở trên người. Tức là gì? Tức là anh em dùng chiêu 1 auto choáng 0.75 giây, không cần biết là anh em dùng chiêu 2 hay chưa. Thì anh em không cần dùng chiêu 2 thì anh em vẫn có được cho mình cái hiệu ứng choáng 0.75 giây, rất là ngon. Choáng 0.75 giây, đấy là một. Cái thứ hai tức là gần như là anh em gọi là bây giờ gọi là auto choáng rồi. Ngày xưa thì cái khả năng anh em choáng được đối phương là khá khó, thì bây giờ anh em auto choáng nhá. Thứ hai nữa đấy là nó sẽ giúp cho anh em đấy là thêm cái hiệu ứng quan trọng này. Cái hiệu ứng quan trọng này các bạn này, đó là chỉ cần trúng mục tiêu bất kỳ thì đòn đánh thường của Volcat sẽ gây ra 150 cộng với lại cả 30 trên cấp chiêu, cộng với lại cả 35% công vật lý sát thương chuẩn, kéo dài trong vòng 5 giây. Ngon chưa? Cái này ngon chưa? Chiêu 2 của nó sẽ là sát thương lần 1 của nó sẽ được tăng lên thành 150 cộng với 25 thành 150 cộng với lại cả 30 trên cấp. Nhưng mà cái sát thương vật lý nó lại giảm đi, tức là cái này thì nó sẽ coi như là nó không đổi lắm, nó sẽ tăng ở đầu game và giảm ở cuối game một chút. Cái thứ hai nữa là sát thương lần 2. Đấy, thì nó cũng là... Ui, sát thương vật lại khác này. 300 cộng với 60 này thì là như vậy này. Nhưng mà từ 10% công vật lý trở thành 80% công vật lý. Nhưng mà xóa bỏ cái phần là máu tối đa. Tức là bình thường trước khi anh em dùng chiêu 2 thì anh em sẽ có thêm một cái phần trăm máu tối đa gây ra khi mà anh em dùng chiêu lần 2, các bạn biết rồi đúng không? Thì bây giờ nó bỏ cái phần trăm máu tối đa đi, nó chuyển thành công vật lý. Các bạn nhìn vào cái thay đổi như thế này, và cái thay đổi như thế này các bạn thấy rằng là lên đan sẽ rất là ngon. Tức là Volcat được khuyến khích để lên đan, thay vì đi support thì anh em đi lên, đi rừng lên đan. Chiêu cuối của nó sẽ từ 60 giây trừ 10 giây chuyển thành 50 giây trừ 5 giây. Cái này cũng ngon, nó giảm 10 giây hồi chiêu ở trong đoạn đầu game. Đến cuối thì không đổi, đến cuối thì ngang nhau đều là 40 giây. Nào, chúng ta tổng hợp lại nào. Như vậy thì con Volcat đang được thay đổi cực kỳ mạnh. Đầu tiên đấy là sát thương lần 2 của chiêu 2, tôi nghĩ rằng nó sẽ tăng lên vì các bạn sẽ lên đam. Nếu như các bạn chịu khó lên đam nhiều một chút thì nó sẽ tăng lên. Các bạn biết là cái việc mà sát thương theo mục tiêu máu đã mất thì tất nhiên là nó khá là khỏe. Nhưng mà nó sẽ không bằng cái 70% công vật lý nếu như các bạn lên đam. Nếu như mà các bạn lên 70% công vật lý này thì các bạn hình dung ví dụ như các bạn lên một cái nhanh Fenry là 200 công vật lý đúng không? Cộng với lại cả những món trang bị khác, cộng với lại cả đồ rừng, các bạn có được khoảng độ 500 công vật lý. Thì 8 năm nó là 40, nó là 400 đam. Tuy nhiên thì nếu như các bạn lên ít đam, các bạn không có nhanh chẳng hạn thì nó sẽ giảm. Nếu như các bạn không có nhanh thì nó sẽ giảm, bởi vì xóa sát thương theo mục tiêu máu đã mất thì các bạn dùng cái chiêu 2 để last hit nó sẽ bị yếu. Thì khi mà các bạn dùng cái chiêu 2 để last hit thì nó sẽ bị yếu đi. Nhưng mà ví dụ như các bạn mà dùng cái quả ngay cái lúc mà các bạn vừa mới vồ chiêu 2 vào, xong các bạn vồ luôn chiêu 2 lần 2 để các bạn áp sát tướng địch ấy, nó lại tăng đam lên. Hiểu không ạ? Tuy nhiên thì cái nhấn mạnh nhất, đây là cái thay đổi quan trọng nhất, nó là cái này. Ra là cái chỉnh sửa này của con Volcat, nó nói là Volcat lên ngựa, không lên ngựa là bị địch khinh thường. Thế nên là chỉnh sửa để cho Volcat có khả năng ổn định và tác chiến lâu dài tốt hơn, tức là tác chiến trong cái khoảng thời gian không có ngựa tốt hơn. Nhưng theo tôi cái này nó lại giúp ích cho cái thời gian lên ngựa này các bạn này. Cái này nó lại giúp ích cho các bạn khi mà lên ngựa này. Các bạn ví dụ như là các bạn đang núp bụi chẳng hạn. Đấy, hoặc là các bạn đã dùng trượt chiêu 2 rồi chẳng hạn, thì các bạn vẫn có thể dùng chiêu 1 gây choáng.
Nếu như các bạn đã áp sát được tướng địch rồi, các bạn vẫn có thể dùng chiêu 1 gây choáng, hoặc các bạn có thể dùng kiểu Volcat đi đường tốc biến chiêu 1 chẳng hạn. Thay cho cái việc là các bạn dùng chiêu 2 trượt thì các bạn vẫn có thêm một cái phương án nữa để đánh. Và khi mà các bạn đã lên ngựa rồi thì cái đam này nó sẽ phục vụ cho cả đam lên ngựa nữa. Và cái này rất là quan trọng này. Chỉ cần trúng mục tiêu bất kỳ, mỗi đòn đánh thường của Volcat sẽ gây ra 150 cộng với 30 cấp chiêu cộng với 35 công vật lý sát thương chuẩn. Các bạn cứ hình dung là các bạn không lên tốc độ đánh đâu. Volcat thì ít khi các bạn lên tốc độ đánh. Thì các bạn cứ hình dung là bây giờ cứ mỗi giây các bạn gây ra một lần đam, thì các bạn hình dung các bạn gây được thêm bao nhiêu đam dựa vào cái hiệu ứng mới này nó gây ra bao nhiêu đam. Các bạn sẽ gây ra này 150 này cộng với 30 trên cấp chiêu. Các bạn có 6 cấp chiêu. Và khi mà các bạn mắc một là các bạn có 6 là thành 180 nữa. 150 cộng 180 là 330 đam. Cộng với lại cả 35% công vật lý sát thương chuẩn. Ví dụ như các bạn có đâu đó rơi vào tầm khoảng 400 công vật lý với một Volcat lên đam, khoảng 400 công vật lý thôi đi. Nếu mà các bạn lên nhanh family thì nó phải rơi vào tầm 500 á. Mình cứ tính là khoảng 400. 400 nhân với lại cả 35% thì nó sẽ là 43, 12, 45 là 20, là 14, là 140 đam nữa. Tổng cộng là khi các bạn mắc cấp và được khoảng 400 công vật lý là các bạn sẽ gây ra được tổng cộng là thành 430, là thành 470 đam. Đấy, nó rơi vào tầm khoảng đâu đó từ 400 cho đến 500 đam. 400 đến 500 đam sát thương chuẩn. Và các bạn nhân lên 5 giây. 5 giây nó lại rất phù hợp với thời gian các bạn đi ngựa luôn. Cái khoảng thời gian 5 giây sau khi các bạn dùng xong chiêu này, các bạn lên ngựa thì gần như các bạn sẽ dùng tối ưu được cái 5. Bây giờ các bạn hình dung là mỗi giây 500 đam, 4 đến 500 đam nhá. Tùy vào các bạn lên ít sát thương hay nhiều sát thương, mỗi giây là từ 4 đến 500 đam. Tức là các bạn sẽ gây được thêm khoảng từ 2.000 cho đến 2.500 đam nếu như các bạn dùng hết được cái loạt đánh thường vào đối phương sát thương chuẩn. Cộng tất cả từ tăng và giảm như thế này thì Volcat vẫn là được tăng. Vẫn là được tăng. Và mặc dù là được tăng nhưng mà tất nhiên Volcat nó vẫn không phải là dễ đánh. Nhưng mà các bạn có thể nghiên cứu đánh thử. Khi các bạn tự nhiên có thêm một cái thứ gọi là sát thương chuẩn. Và cái thứ hai nữa là các bạn đã được chỉnh sửa nhiều lần rồi, không phải ít lần. Và cái thứ ba nữa là các bạn có thêm Dolia. Thì các bạn hoàn toàn có thể test Volcat và biết đâu các bạn sẽ có một vị tướng tủ nữa dành cho mình.